Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà mà chủ nhà gần như là bán đất và tặng hẳn hai căn nhà cấp 4 nha mọi người. Với cái lô đất này ấy, thì diện tích trên sổ đỏ là 102m, với cái mặt tiền của cái lô đất này là 8m11, chiều dài 12m48 và mặt hậu là 8m11, với cái giá chào bán rất là hợp lý, 2 tỷ 500 triệu đồng cho một cái lô đất có sẵn hai căn nhà cấp 4 quý vị nha. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và với cái lô đất này ấy, cái lô nhà này thì có thể hỗ trợ cho quý vị vay được tối đa 1 tỷ rưỡi trên cái sổ này. Hướng nhà thì là hướng Tây Bắc. Với cái căn nhà này ấy, thì thực tế để mà nói vị trí của nó là thuộc xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Thực tế luôn, Ngọc Ánh chia sẻ với quý vị để quý vị hiểu là tại vì sao mà lại cái lô đất này mà lại có hẳn hai nhà cấp 4. Thực tế luôn là trong cái quá trình mà xây dựng thì ở huyện ấy không yêu cầu là phải có cái giấy phép xây dựng, thành ra là chủ nhà xây trước khi mà chờ tách thửa. Trong cái quá trình đang xây dựng thì ra công văn, ở bên trên ra công văn là không được tách thửa nếu như mà ở trên đất có đất vườn. Thì với cái 102m này thì nó có 2m đất vườn, bởi vậy nên là chưa, hiện tại thì là chưa tách thành hai sổ được mọi người ạ. Bởi vậy cho nên chủ nhà gần như là hiện tại bây giờ đang chào giá rất là hợp lý để bán cho quý vị cái lô đất này. Ngoài sẽ chia sẻ nó là lô đất và tặng hai nhà cấp 4 ở bên trên cho quý vị thực tế luôn. Quý vị có thể ở một căn, và một căn thì quý vị có thể cho thuê. Và cái hình thức tách thửa thì là cũng có cái phương án tách thửa một căn ra là 50,8m và một căn là 51,3m rồi mọi người ạ. Nếu như mà sau này, nếu như mà công văn ở trên sở có cho tách trở lại thì nghiễm nhiên với cái lô đất này hai cuốn sổ đỏ riêng biệt. Còn hiện tại sổ vẫn đang là sổ tổng 103,2m, đầy đủ, sẵn sàng sang tên hỗ trợ vay vốn ngân hàng 1,5 tỷ với cái lô đất này quý vị nha. Còn đây, mời mọi người theo em đi sâu vào khám phá cái căn nhà cấp 4 này. Đây là cái phần phòng khách. Thiết kế nó đơn giản cho một hộ gia đình sử dụng thôi. Bởi vì thực tế ngay từ lúc đầu ấy thì chủ nhà cũng có ý định chào bán một cái căn này, căn riêng biệt này, nếu như có sổ mà tách rồi là 1 tỷ 250 triệu một căn. Đây là cái phần phòng ngủ quý vị nhá. Này. Nói chung là quay và review đúng theo hiện trạng. Quý vị nào mà có nhu cầu đầu tư hoặc quý vị có nhu cầu ở nơi yên tĩnh, gần như vừa ở vừa ăn dưỡng thì cũng rất là hợp lý. Vị trí này thì nó cũng gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại cái tuyến đường, cái trục đường Vành đai 4 đang chuẩn bị khởi công xây dựng theo hướng Đông La đi sang Yên Nghĩa mọi người nha. Đó. Còn đây là cái phần không gian phòng bếp này và phòng vệ sinh. Với cái căn nhà cấp 4 này thiết kế khá là hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng. Nếu như quý vị nào có nhu cầu mà vừa ở vừa đầu tư thì căn này Ngọc Ánh chia sẻ luôn, nó rất là hợp lý để cho quý vị có thể cân đối. Một là quý vị có thể ở một căn, cho thuê một căn, và sau này nếu như mà có công văn tách thửa trở lại thì quý vị sử dụng được ở đây, nó là hai sổ đỏ khác nhau. Với cái giá chào bán 2,5 tỷ, hướng đất là hướng Tây Bắc mọi người nha. Đó, với hai căn cấp 4 này mọi người có thể nhìn thực tế. Đường ngõ trước nhà 2m, cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 100m. Và với ngoài chia sẻ thêm ở đây, ở đây là có một lô đất nữa quý vị nha. Đây, sẽ nói luôn ở trong video này, nếu như quý vị nào không thích nhà thì có đất không như thế này. Hiện tại nó là 120m đất. Đây, mặt tiền hơn 9m và chủ đang chào bán là 20 triệu 1m luôn. Sổ đỏ đầy đủ, trao tay luôn mọi người nha. Đó. Quý vị nào muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, muốn được đến xem thực tế thì vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Đây là cái căn cấp 4 ở phía bên ngoài. Nói chung hai căn xây xem nhau. Đó. Nếu như mà đã tách được sổ rồi thì một căn nhà này chủ đang chào bán 1 tỷ 250 triệu, bởi vì chưa tách được sổ, nó chỉ còn 2m đất vườn, cho nên là bán là sẽ phải bán cả sổ tổng mọi người nha. Nó là 102m. Đây, nhà vệ sinh. Cho nên Ngọc Ánh mới chia sẻ cho quý vị cái hiện trạng căn nhà này, là quý vị nếu như mà mong muốn mà ở một căn và một căn cho thuê để đầu tư,
sau này có cái tầm nhìn xa thì căn này khá là ổn, 2 tỷ rưỡi cho 102 mét đất. Đó, có nhà sẵn nhà cấp 4 ở. Sổ đỏ trao tay, vay được 1 tỷ rưỡi ngân hàng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng alo cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.